dự đoán kết quả Hoa hậu Việt Nam 2018. Thí sinh đoạt ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2018. Thí sinh đạt ngôi vị Người đẹp thể thao 2018. Xin được chúc mừng thí sinh mang số báo danh 116 Lê Thị Hà Thu Chiêu. Xin được chúc mừng thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên, số báo danh 051, là người thứ hai lọt vào top 3 đề cử Người đẹp thể thao Hoa hậu Việt Nam 2018. Và thí sinh tiếp theo mang số báo danh 486. Xin được chúc mừng thí sinh Phước A. Top 3 đề cử Người đẹp thể thao Hoa hậu Việt Nam 2018 đã lộ diện. Chiều cao đáng mơ ước, hình thể chuẩn, năng động, khỏe khoắn, nhưng không kém phần quyến rũ, nữ tính. Đâu là bí quyết để giúp các cô nàng có được chiều cao nổi trội? Thì em sẽ chăm chú, gọi là chú ý nhất vào là chế độ ăn uống cũng như là tập thể dục. Ngoài ra thì em còn tập nhảy rất là nhiều. Về chiều cao thì có thể là em, có lẽ là do em may mắn vì được bố mẹ chăm rất là nhiều. Mẹ em thì rất hay chăm em đi tập những cái môn thể thao phát triển chiều cao như là bơi lội, bóng rổ. Từ ở trường cũng như ở nhà thì em cũng có tham gia chơi những môn thể thao giống như là cầu lông, bóng chuyền, bóng rổ. Em cũng có sử dụng một số sản phẩm để hỗ trợ tăng chiều cao. Nếu mà mình có một chiều cao tốt thì mình sẽ có được một cơ hội tốt trong tương lai và mình sẽ có thể tự tin hơn trong cuộc sống. Thì yếu tố để có thể phát triển được một cái chiều cao tốt đấy là luyện tập thể dục thể thao, chế độ sinh hoạt và quan trọng nhất đấy là chế độ dinh dưỡng. Nhãn hàng viên uống tăng chiều cao Vitin với bộ 3 canxi, nano D3 và MK7. Với mong muốn, chúng tôi mong muốn là mang đến một cái giải pháp về dinh dưỡng toàn diện cho tất cả chúng ta để có thể đạt được một cái chiều cao như mơ ước. Ai sẽ là người giành danh hiệu người đẹp thể thao? Cùng nhãn hàng viên uống tăng chiều cao và phát triển trí tuệ Vitin, công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia chờ đón kết quả được công bố trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 16 tháng 9 tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người cùng tham gia dự đoán ngôi vị người đẹp thể thao. Mọi chi tiết tham gia tại Facebook Vitin Vinh Gia.